chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Bảy sư thầy trung thành nhất của sư Minh Tuệ. 1. Sư Minh Tạng. Sư phụ đâu rồi nhỉ? Sư phụ bên đó kìa. Sư phụ chắn rồi nhỉ? Sư phụ bên đó kìa. Kêu thỉnh sư phụ đi nhỉ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà sư Minh Tuệ gọi sư Minh Tạng là sư phụ. Thứ nhất, về thâm niên tu tập, thầy Minh Tạng đã có thời gian đến với con đường tu hành từ rất sớm, thậm chí đã được phong là Đại Đức Thích Minh Tạng. Thứ hai, về tinh thần và ý chí quyết tâm tu luyện. Sau khi xem được các video về thầy Minh Tuệ trên kênh YouTube Nhân Gà Vlog, thầy Minh Tạng đã không quản ngại đường xá xa xôi, vượt hàng ngàn cây số từ Kon Tum lên tận Hà Giang để đi cùng thầy Minh Tuệ. Lúc này bên thầy Minh Tuệ chưa có bất kỳ một sư thầy nào đi theo, cũng chưa có các YouTuber đông đảo và rầm rộ như cách đây vài ngày. Điều đó đã cho thấy rằng, thầy Minh Tạng đến với thầy Minh Tuệ bằng sự chân thật, bằng sự ngưỡng mộ, chứ không phải vì ham danh nổi tiếng như một số vị sư sau này. Hãy nhìn xem, sư Minh Tuệ đã hạnh phúc như thế nào khi có một người bạn đồng hành, một tri kỷ sánh bước bên cạnh, trên những nẻo đường vạn dặm. Những nụ cười ấy, những cuộc trò chuyện trao đổi về những giáo lý của Phật Pháp, về cách tu hành ấy, đã khiến quãng đường từ Bắc tới Nam dường như ngắn lại. Khi nghỉ ngơi, khi thọ thực hay khi ngồi thiền, hai thầy luôn ngồi cạnh nhau. Sau đêm định mệnh ấy, hiện tại thì Minh Tạng vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình để tìm thầy Minh Tuệ. 2. Thầy Minh Trí. Phải là một người thân thiết lắm thì trong đám đông, thầy Minh Tuệ mới lo lắng và kiếm tìm thầy Minh Trí như vậy. Sau thầy Minh Tạng thì thầy Minh Trí chính là người được thầy Minh Tuệ đặt niềm tin nhiều nhất để trở thành một vị trân tu. Dẫu rằng con đường đến với hai chữ trân tu vô cùng xa xôi khổ cực, nhưng trong số 72 người đi theo thầy thì Minh Trí vẫn là một sư thầy vượt trội hơn cả. Thầy Minh Trí luôn được đi bên cạnh thầy hoặc ngay sau lưng thầy trong cuộc hành trình vạn dặm. Thầy cũng là người đi theo thầy Minh Tuệ sớm nhất, chỉ sau thầy Minh Tạng. Mặc dù sư Kim Cang được dân cư mạng gọi là hộ pháp, thế nhưng thầy Minh Trí mới đích thị là hộ pháp của sư Minh Tuệ. Từng hành động của thầy Minh Tuệ hay của đám đông đều được sư Minh Trí theo dõi sát sao. Ánh mắt ấy chứa đầy sự quan tâm, đầy sự ngưỡng mộ dành cho thầy Minh Tuệ. Sau khi lạc mất thầy Minh Tuệ, sư Minh Trí đã ngay lập tức cùng sư Minh Tạng lên đường tìm thầy. 3. Sư Tuệ Minh. Cùng với sư Minh Trí, sư Tuệ Minh tạo ra một bộ đôi hộ pháp thực sự của thầy Minh Tuệ. Thông qua vẻ bề ngoài rắn rỏi và nghiêm trang của thầy, diện mạo này giúp chúng ta liên tưởng tới những cao thủ võ công trong Thiếu Lâm Tự. Chúng ta có thể nhận thấy, sư Tuệ Minh luôn được chọn đi ngay bên cạnh thầy Minh Tuệ. Đặc biệt là sau này, khi đến địa phận quản trị Thừa Thiên Huế, mặc dù đám đông vô cùng lộn xộn, đoàn người vô cùng đông đúc, nhưng sư Tuệ Minh vẫn được xếp đi sát để bảo vệ chăm sóc thầy Minh Tuệ. Sư Tuệ Minh chính là người thứ ba đến với thầy Minh Tuệ sau sư Minh Tạng và sư Minh Trí. Lật lại những video cũ của thầy, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Kể từ khi chỉ có vài sư đi theo thầy, chúng ta đã thấy có sự xuất hiện của sư Tuệ Minh. 4. Sư Minh Nhuận. Sư Minh Luận có nét mặt thiện lành và cái tâm vô cùng trong sáng. Sư không giỏi trong việc ăn nói nhưng luôn thành thật. Ngay từ những ngày đầu, chúng ta đã thấy sư Minh Nhuận đến bên sư Minh Tuệ. Đặc biệt, sư vô cùng tôn trọng giới luật, tôn trọng thầy Minh Tuệ, khi luôn đi chân đất mặc dù rất nhiều vị sư khác phải đi dép để tránh bỏng rộp đôi chân. Chứng kiến sư một mình lang thang đi tìm thầy, nhiều người không khỏi rưng rưng nước mắt, nét hiền lành và thiện từ luôn tỏa lên trên khuôn mặt của thầy. Hạt mầm mà thầy Minh Tuệ gieo trồng giờ đây đang vươn mình mạnh mẽ. Nét thiện lành cùng ý chí tinh thần của thầy được nhiều Phật tử đặt niềm tin sẽ tỏa sáng trong tương lai. 5. Sư Như Ngộ. Mặc dù đến sau sư Minh Nhuận hay Minh Tạ Minh Trí, nhưng sư Như Ngộ lại thu hút được sự chú ý của đông đảo người theo dõi. Rất nhiều người phải thốt lên rằng vẻ ngoài của thầy không kém cạnh các minh tinh diễn viên nổi tiếng. Đặc biệt khi lướt qua các bức ảnh cũ của thầy trước khi thầy đi tu, qua tìm hiểu thì Như Ngộ từng có thời gian 7 năm đi lao động tại Nhật. Với nhiều người, số tiền kiếm được trong 7 năm đi Nhật ấy hoàn toàn có thể đủ để sống một cuộc sống an yên. Tuy nhiên thầy đã buông bỏ tất cả để đi theo tâm nguyện của mình. Không chỉ là vẻ bề ngoài điển trai,
thầy Như Ngộ còn toát lên sự hiền lành chân chất, nét của một vị hành khất đáng tin tưởng. Qua hành trình theo dõi thầy, khi bước chân theo sau thầy Minh Tuệ, người ta thấy được ý chí, thấy được tinh thần không bỏ cuộc, thấy được sự nghiêm túc giữ gìn giới luật của thầy Như Ngộ. 6. Sư Chân Trí. Mặc dù được ít người biết đến khi đi theo đoàn của thầy Minh Tuệ, nhưng Sư Chân Trí chính là một trong những người lo lắng nhất, tích cực nhất trong việc đi tìm thầy Minh Tuệ. Qua cách nói chuyện điềm đạm và chân chất của Sư, người ta nhận ra sự từ bi rộng lượng toát lên từ bên trong tâm hồn của Sư. Có nhiều người bình luận rằng Sư Chân Trí từng có thời gian phục vụ trong ngành công an, chẳng biết thực hư ra sao, nhưng dù bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần có lý tưởng tu luyện tốt đẹp, chỉ cần có ý chí thì đều có thể đi theo thầy Minh Tuệ, chứ không nhất thiết xuất phát điểm phải là ai hay từ đâu. 7. Sư Vô Sanh. Một số người cho rằng Sư Vô Sanh là đệ tử duy nhất của thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ một sự xác nhận nào từ phía thầy Minh Tuệ. Khi thầy luôn xưng mình là con, chưa đạt đến mức độ để làm thầy hay làm sư phụ của bất kỳ ai. Trước khi đi tu, Sư Vô Sanh có thời gian hoạt động trong ngành công an và được chính sư lên tiếng. Em ra quân được 4 năm rồi. Sư cũng nói rằng pháp danh Vô Sanh được đích thân thầy Minh Tuệ đặt cho. Những chi tiết này khiến cho sư được chú ý trong mắt của công chúng. Tuy nhiên, hiện tại và những phát ngôn của sư mới đây đã khiến nhiều người mất niềm tin. Nhiều người chê trách sư live stream trên mạng xã hội, ngồi trong máy lạnh điều hòa và có những lời không tốt nói về sư Minh Nhuận. Mọi người biết thầy Minh Nhuận đi, nhưng em không nói xấu, nhưng mà cái chứng kiến em thấy trước mắt ấy, là hôm ấy thầy đi, thầy ngồi xe thì không nói, nhưng chiều đến chiều thầy uống nước ngọt bình thường, thầy có giữ gìn giới luật đâu. Dù sư Minh Nhuận có thể vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhưng ít ra hiện tại sư vẫn đang phơi nắng phơi mưa trên con đường tu hành của mình. Vẫn đang từng ngày chỉnh sửa bản thân để tốt lên, chứ không phải lên án phê phán người khác, đặc biệt đã từng là đồng tu của mình. Đây chính là những điểm trừ của sư Vô Sanh, hy vọng rằng sư sẽ tự nhìn nhận lại chính mình và chỉnh sửa để bản thân tốt hơn, xứng đáng là một người đồng tu tin cậy của thầy Minh Tuệ. Ngoài ra còn một số vị sư khác từng nói mình rất thân thiết, một lòng vì thầy Minh Tuệ, như sư Kim Cang, sư Song Ngư, người có biệt danh sư Mắt Kiến. Tuy nhiên, các vị sư này đều ít nhiều vi phạm giới luật. Với sư Mắt Kiến thì bị phát hiện sử dụng điện thoại khi đi theo đoàn, chưa có ý tứ khi ngồi ngang hàng với sư Minh Tuệ. Còn sư Kim Cang khi xuất hiện đã phá vỡ vẻ bình yên, nét hiền từ của những người đi tu, khi sư luôn oan giọng và sẵn sàng đuổi bất kỳ ai vi phạm giới luật. Nhưng sau này người ta nhận ra, chính sư Kim Cang cũng đã không tuân thủ giới luật. Người ta thấy sư đi xe sang, sư dùng điện thoại, sư quay video lên mạng xã hội, thậm chí là có tin sư lập đạo tràng riêng cho mình. Cái biệt danh hộ pháp Kim Cang ngày càng lu mờ trong lòng các Phật tử.